Gần 2 tháng nay, hàng loạt cơ sở ươm nuôi, thu gom, xuất khẩu tôm hùm ở miền Trung không thể đưa các lô hàng sang Trung Quốc với tôm hùm bông hoặc bị gia tăng tần suất kiểm soát, tiến độ thông quan rất chậm với tôm hùm xanh. Theo thông tin từ một doanh nghiệp tại Cam Ranh, Khánh Hòa, đối tác nhập khẩu Trung Quốc đã có thư gửi và cho biết tôm hùm hoang dã là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Nếu một quốc gia muốn nhập khẩu tôm hùm bông nuôi, phải cung cấp các tài liệu chứng minh trước khi nộp đơn xin giấy phép nhập khẩu. Để có thể thích ứng với chính sách mới này của phía Trung Quốc, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương cập nhật thông tin đầy đủ vào nhật ký, lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu. Thông tin từ tỉnh Khánh Hòa cho biết, tôm hùm bông chủ yếu nuôi tại Vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh. Trong tổng số 35.000 ô lồng đang nuôi tôm hùm ở huyện Vạn Ninh, thì gần 50% nuôi tôm hùm bông, chủ yếu tập trung tại xã Vạn Thạnh. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, có khoảng 400 tấn tôm hùm bông thương phẩm cần tiêu thụ. Hiện tại, giá đã rớt từ 1,6 đến 2,1 triệu đồng một ký xuống chỉ còn khoảng 1,1 triệu đồng.